Đây là hình ảnh của bệnh hắc lào, hay dân gian còn gọi là bệnh lác đồng tiền. Những bệnh nhân mắc hắc lào xuất hiện các mảng da phẳng bị bong vẩy. Vùng da bị bong vẩy thường có xu hướng lan rộng, có dạng hình vòng tròn. Đường viền của vùng tổn thương có màu đậm hơn so với bên trong vẩy. Tại vùng tổn thương gây ra cảm giác ngứa ngáy, khó chịu, ngày càng gia tăng mức độ. Hắc lào có thể xuất hiện ở bất cứ nơi đâu trên cơ thể. Ví dụ như hắc lào móng tay, hắc lào da đầu, hắc lào ở háng, hắc lào ở bẹn hay hắc lào ở mông,